Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Nguyễn Cuộc Sống Singapore. Hôm nay thì Văn sẽ nấu món mì spaghetti cho cả nhà. Và bây giờ Văn mời mọi người cùng vào bếp với Văn nha. Thì ở đây Văn có là nửa ký thịt bò xay, thịt bò băm đó các bạn. Nửa ký mì ý, mì sợi. Đây là một ký nước sốt cà chua, nước sốt cho spaghetti. Đây là cà chua bi và dưa leo để ăn kèm với mì ý. Chảo nóng á, các bạn cho dầu ăn vào, cho dầu ăn vừa đủ. Dầu nóng thì các bạn sẽ cho vào một muỗng canh tỏi băm, một muỗng canh hành băm. Sau đó Văn sẽ cho thịt bò vào. Khi thịt bò chín rồi thì các bạn sẽ cho cái nước sốt cà chua vào. Mình sẽ cho vào đây một ít nước để cho cái sốt nó bớt đặc đó các bạn. Nước sốt đây người ta đã nêm nếm sẵn hết rồi cho nên mình không cần phải nêm gì hết nha các bạn. Khi nào mà nước sốt nó sôi lên là mình có thể tắt lửa rồi các bạn. Như vậy là mình đã nấu xong cái phần nước sốt cho mì spaghetti. Nước sôi các bạn sẽ cho vào đây một ít, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi các bạn sẽ cho mì vào. Mình sẽ luộc 8 đến 10 phút. Mì chín rồi mình sẽ lược bỏ cái phần nước. Sau đó thì mình sẽ xả dưới vòi nước chảy. Như vậy là phần mì đã xong rồi đó các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Nguyễn Cuộc Sống Singapore. Hôm nay thì Văn nấu món mì Ý cho cả nhà. Và bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. Đây là phần của Brayden và Elena. Mời cô chú cùng ăn. Bây giờ Văn sẽ trộn mì lên nha các bạn. Văn sẽ cho ra dĩa. Rồi mình sẽ đổ thêm nước sốt, tại vì cái dĩa này nó hơi nóng. Wow. Con sẽ cho thêm cái nước sốt này đây. Rồi, mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. Cái món mì này các bạn rất là dễ nấu, nấu rất là nhanh nữa cho nên là mình cũng rất là hay nấu cho cả gia đình ăn các bạn. Ngon. So tasty. Oh, so tasty. Mẹ nói ngon quá. Cái thịt bò này là Văn mua thịt bò đông lạnh đó các bạn. Tại vì bây giờ mua thịt bò tươi á, phải đi hơi xa. Cái món mì này á, là món mì truyền thống của nước Ý đó các bạn. Tên của nó là spaghetti. Spaghetti dịch ra tiếng Việt là các cái chuỗi nhỏ, là các cái sợi nhỏ đó các bạn. Nhưng mà thường thì nó xuất phát từ nước nào thì người ta sẽ gọi tên từ nước đó cho nó nhanh. Ngon quá. Ngon quá. Ăn quá.
mình sẽ ăn một miếng dưa leo. Dưa leo này là cái màu của nó cái vỏ của nó cái màu xanh sẫm hơn là dưa leo mà mình ăn ở Việt Nam. Hôm nay là ngày lễ của Singapore đó các bạn, cho nên là chồng mình được nghỉ làm ở nhà. Cái nước sốt cà chua này á là làm ở Philippines các bạn. Cái vị của nó hơi ngọt. Con ăn đi. Cái dưa leo này nó rất là giòn các bạn. Và cái hạt nó cũng rất là nhỏ cho nên ăn rất là ngon. Cái chu bi này các bạn, cái chu bi bên này gọi là cà chua cherry tại vì nó giống với quả cherry đó các bạn. Một số nơi thì người ta gọi là cà chua nữ hoa. Chồng mình ảnh không có thích ăn cà chua. Con sẽ cố gắng ra video thường xuyên. Con sẽ quay những cái video về cuộc sống gia đình. Sau này nếu mà cái tình hình nó ổn định trở lại đó các bạn, có thể đi đây đi đó thì mình sẽ quay những cái video ở bên ngoài. Con hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ cái kênh YouTube của gia đình Vân. Vân là người ít nói đó các bạn, không có nói nhiều đâu. Chồng mình thì càng ít nói hơn mình nữa. Cho nên làm quyết định làm cái video này á, nhiều khi á Vân không biết nói gì hết các bạn, cho nên mong các bạn thông cảm nha. Ăn đi. It's okay, darling. No, no. It's not playing. No playing, okay? Rồi mami, bye bye everyone, okay? Mọi người, cái video của mình hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người. Và nếu mọi người cảm thấy yêu thích, mọi người hãy bấm đăng ký, subscribe, like để ủng hộ cái kênh của gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Tạm biệt Anna. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt các bạn. See you again.